Rồi, xin chào mọi người. Như ở bài trước đó, mình đã giới thiệu với mọi người về thanh vi chỉ số giá đó, là lệnh Index Predictor trong PC PC đó. Thì chức năng và nhiệm vụ của nó là như thế nào ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một ví dụ về sử dụng thanh vi chỉ số giá nè. Thì ở đây là mình có một cái chương trình mình viết sẵn rồi nè. Đây. Thì mình cũng viết sẵn một cái HTML. Đó, trên đây sẽ hiển thị những thông số như thế nào. Thì ở đây á, về mình ứng dụng thanh vi chỉ số Z vô để mình tạo ra một những cái thuộc tính, những cái thuộc tính. Thì ví dụ như ở Bình Thạnh á, thì nó sẽ có những thuộc tính như thế này. Thủ Đức á, thì có những thuộc tính khác nữa. Mỗi quận sẽ có một thuộc tính khác nhau. Thì nó sẽ thay đổi như thế nào và cách làm thực hiện những điều đó như thế nào ha. Đây mình nhìn demo người xem ha. Đó, mình demo thử mọi người xem ha. Đây mình số 2 nè, rồi mình xem lại. Rồi bây giờ mình sẽ thử demo về quận Nhà Bè đi, rồi số 4 nè, enter rồi select. Đó thì nó sẽ thay đổi những thông số bên đây. Rồi ví dụ như là quận 2 nè, số 3 nè. Đó mình select nó. Đó thì những thông số này nó đã ứng dụng thanh ghi chỉ số giá vào để làm những được những điều đó. Thì để làm những được điều đó là như thế nào á, mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Rồi thì mình sẽ tạo một cái rồi chết mới. Rồi giờ mình sẽ viết thử mọi người xem ha. Thì mình sẽ đóng lại rồi mình tạo một cái git work 2 mới nè. Mình tạo một cái chương trình mới đi. New và net luôn. Ở đây mình sử dụng PC Miso Webbit nha. Thì mình dùng Webbit net luôn, net finish. Rồi thì ở đây là gì? Thì ở đây sẽ có những thông số như thế nào ha. Những thông số á, về cái phần tên nè, mình đặt tên cho mình lại như là factory automation. Đó mình chọn cái kiểu cái size cho nó ha. Mình chọn cái màu chữ nè, rồi mình cần vạch qua cái logo. Đó thì ở đây á, nó cho mình chọn những cái logo nè. Nè mọi người thấy không ạ? Rồi mình chọn thôi, mình ok rồi. Đó như vậy là mình có cái logo nè. Rồi bước tiếp theo của mình sẽ tạo ra hai cái ô. Thì mình nắm cái này, mình kéo ra đây. Thì mình tạo hai cái ô. Thì mình chọn cho nó là màu này đậm lên. Cái ô này chỉ có là màu hồng đi. Đó. Thì bên đây sẽ là một cái ô nữa. Đây, hai ô này sẽ là như thế nào? Hai ô này á, thì ô đầu tiên á sẽ là cái ô tên là no item. Đó, item no đi. Item no là cái số của chúng ta. Này, chọn dấu chữ, chọn màu vàng. Tên đậm lên. Đó, item no nè. Rồi tiếp theo sẽ là cái gì? Cái tên là item name. Đó thì cái nô này á, nó sẽ làm những phần gì ha. Thì mình kéo này xuống này, kéo này đem luôn này lại, kéo này ngỏ lại. Thì mình ném cái này lên đây. Đó thì đây có gì? Đây cũng có một cái number để hiển thị được cái số item của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ chọn là cái size này, mình chọn khoảng hai số thôi.
là 10 thôi, là 2 thôi. Đó, là 8 rồi. Rồi. Chọn về cái phần hiển thị bảng hai số thôi. Đó, đi, hơi nhỏ ha. Mình to lên, cho to lên. Đây. Rồi. Cái đầm nem này là một cái test delay mình lấy ra. Đó. Thì mình chọn là 10 đi. 10 chữ thì mình chọn đây là 10. Ở đây mình chọn chịu tham đi Roman. Không có. Cái size thì mình chọn nhỏ lại thôi, khoảng 24 thôi. Đó. Thì ở đây á sẽ gồm cái gì? Gồm cái size của chúng ta nè. Đây mình xuống đây. Mình xuống đây. Thì ở đây mình sẽ tạo khoảng 5 cái model đi. Rồi, 5 cái model sẽ gồm năm cái chữ. Này, đây sẽ là số 1. Chọn màu lại là màu xanh. 2. Bốn, năm, đây chữ hơi nhỏ mình cho to lên đi, 28 đi, và mình sẽ mang ở đây, mang ra ngoài đây. Đó. Như vậy là mình được 5 cái item rồi nè. 5 cái item với 5 cái tên. Thì đây mình chọn kiểu của nó là kiểu này. Ok. Và tiếp theo mình sẽ như thế nào? Tiếp theo sẽ là cái giá trị của chúng ta bên đây. Cái giá trị mà chúng ta cần luôn những cái thuộc tính của nó thì chúng ta sẽ tạo như thế nào ha. Thì ở đây sẽ có tên là tên gì đó. Ở đây sẽ là cái value của chúng ta là giá trị á. Bỏng màu xanh đi đó. Xanh hay tối nữa. Màu gì. Còn đây sẽ là gì? Đây là cái device name của chúng ta. Đó. Rồi. Tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là những cái thuộc tính của chúng ta. Thì mình sẽ mang cái number list này nè. Kéo vào đây. Đó. Thì sẽ gồm cái gì? Nguyên này sẽ là kiểu 22, gồm khoảng 3 số thôi. Đó. Hơi nhỏ ha. 28 luôn. Đó. Thì kiểu này sẽ là kiểu input nè. Đó. Mình copy nó ra. Rồi, 5 thuộc tính. Thì ở đây sẽ là cái gì? Sẽ là cái register. Số 1, đó, 01 ha, mọi người lưu lại ha. Xanh, đó. 2,
4 đây là 5 rồi. Tiếp theo sẽ là cái gì? Tiếp theo sẽ là cái hai cái nút của chúng ta là nút Save và cái nút Select. Đó, chọn đây nút Save. Nút Select nè, chọn màu của nó màu vàng in đậm to một xíu. Đó. Vậy đây sẽ là nút tiếp theo là nút Save nè. Như vậy là bản cơ bản nó hoàn thành rồi đó. Thì tiếp theo đó, là sẽ là cái hình dưới chương trình của chúng ta. Chúng ta sẽ vào quyết cuộc 2. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng con BCFX nè. Chọn cái bit. Đầu tiên chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần nhập, cần không? Cần nhập cái ô nem, item nem này nè. Sau khi nhập xong nó sẽ hiển thị lên cái ô trên đây. Đó, sau khi mình chọn model thì sẽ hiển thị từ cái tên đây, nó nhảy lên đây. Thì nó sẽ làm như thế nào ha? Thì đầu tiên là mình sẽ mua một cái giá trị này, ngoài 8.000 là cái biến on quay on mình. Rồi, ở đây sẽ là gì? Ở đây sẽ là một cái biến nhân ML là nhân nè. Nhân là nhân cái gì? Ở đây mình muốn nhân D. B50 vào K10 X0 X1 đó. D50 sẽ là cái gì? Là cái item name nô của chúng ta nè. Đó, thêm 4 đi. Thì tiếp theo á sẽ là một cái sau khi có item name nè nhập xong rồi thì nó sẽ biết được cái chi tiết thiếu nhất. Thì ở đây mình sẽ select nó. Select theo là mình đặt là M0 đi. M0 nè. Đây, M0 là cái nút BTA Select nè. Đó. Rồi, chúng ta sẽ select những thuộc tính nào. Thì select thì chúng ta cần là mua một block. Chúng ta sẽ mua F8 nè. B mua nè. Đó. Mua gì? Chúng ta sẽ mua cái ô này. Ô này mình đặt là D200 đi. Thì ở đây mình đặt là ô này muốn lấy từ D200. Thì mình sẽ mua từ D200 nè. Z1 vào D300 nhất K10 đó. Thì ô này á, D200 Z1 á sẽ là cái item name nè. Item name đó. Còn cái D300 này á sẽ là cái ô trên đây. Đó. D200 Z1 á sẽ là ô này, còn D300 sẽ là ô này. Đó. Name display. Đó. Rồi nhập 4 tiền. Thì sau khi đã mình mua được cái item name này dưới đây nè, thì tiếp theo á là mình sẽ mua tiếp tục một cái giá trị của thằng value này, đúng không?
Sau khi mình mua cái dữ liệu này để mình lấy được cái thuộc tính của nó, thì mua cái nào cũng tương tự là mình sẽ mua cái block này F8 mà B mua sẽ là mua cái gì. Ở đây mình biến dữ liệu trong PC mình sẽ lấy là đêm 100 đi, Z1 đó, mình mua vô đây 0 K10. Đây sẽ là cái gì, cái value main đó. Còn này là cái gì, là cái value item đó, F4 đi. Rồi tiếp theo mình làm gì, tiếp theo mình sẽ, sau khi mình select xong á, mình nhập những số này xong nè, mình sẽ xéo lại. Thì xéo lại á, thì để xéo nó lưu vào cái ô nhớ của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục mình chọn là nút xéo là nút vào 1 nè, thì bt.xéo đó, bt.xéo thì F8 PMU là mua một cái block nha. Thì mình mua cái gì, mình mua những cái giá trị này nè, những cái trị value nè vào thằng value main của chúng ta lúc nãy. Thì mua gì, mua đây không vào D100 nè, Z1 K10 đó, rồi F4. Rồi tiếp theo là mình sẽ ghé những giá trị này vào phát mai của chúng ta. Thì cái item no của chúng ta là D50 đúng không, thì qua đây là D50 nè đó, D50 đó. Thì ở đây là cái một item no của chúng ta là một cái giá trị numeric input, người chọn input nha mọi người. Rồi cũng ok. Rồi tiếp theo là gì, tiếp theo là tới cái nút item name trên đây là cái gì, là cái test hiển thị của chúng ta, hiển thị những cái số mà chúng ta cần chọn á, cho biết là tên gì rồi đó. Thì nó sẽ là một cái test delay, thì nó sẽ là những cái gì, nó sẽ là D300 nè đó, là D300 đó, D300. Thì mọi người chọn cái sáp này để cho nó hiển thị lên đó, D300 ha. Rồi tiếp theo là nút select của chúng ta là nút gì, select của chúng ta là cái nút màu 10 rồi nè, thì chúng ta chọn 10 thôi, chọn cái bit nè, rồi chọn 10 đó. Moment ID nè, nó chọn vô nhấn cái buông ra thì nó tắt, còn này nhấn vô cái nó giữ luôn, nhấn cái nữa nó mới tắt. Mình chọn bằng này nha. Rồi ok, tiếp theo nút gì, nút xe của chúng ta, nút xe của chúng ta là gì, nút xe của chúng ta là cái nút màu 1 nè, thì ở đây cũng tương tự là màu 1 đó, chọn bằng này ok. Rồi tiếp theo item name, như mình đã nói item name là gì, là cái số mà chúng ta nhập ban đầu để cho nó hiển thị lên đây. Thì item name này chúng ta có đồng nghĩa gì, đó là cái bản này mà là D200Z1 mà, nhưng mà ở đây mình đã nhân D50K10 rồi, thì ở đây mình sẽ lấy là D210 đó. Thì tiếp theo sẽ là D220 D230 D240 rồi D250 nè đó. Sau khi mình nhập cái số hôm nay thì nó sẽ chọn select cái này, nó nhảy cái thông số hôm nay. Rồi tiếp theo là cái này là gì, bắt đầu từ qua đây mình xem ha, bắt đầu từ đi, nó sẽ mua đi 100 vào đi không nè, thì ở đây sẽ bắt đầu từ đi không đó, D1 D2 D3 và D4. Thì ở đây mình chọn D4 ha. Ok, như vậy là đã hoàn thành đó. Thì mình sẽ chạy thử chỉnh nha, mô phỏng nó lên nè. Đó, F0. Thì giờ mình chỗ phần này để mình setting cái phần mô phỏng của chúng ta. Rồi, chọn phần này ha, phần này, net, bấm vào đây.
Rồi, đầu tiên á, những cái bước đầu tiên của chúng ta, cái nút của select bị chèn qua đây này, mình sẽ mua nó qua đây miếng. Rồi. Thì bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta làm gì? Chúng ta nhập cái số này, nhập số này ha. Đó. Nhập bên đây là số 1 đó. Select nó một cái vào đây à, ở đây mình chưa nhập được á, là mình chưa chọn cái phần number display nha, nên number input nha mọi người. Thì mọi người vô đây, mọi người chọn giùm em vào cái phần test nè, test delay nè, input nè đó. Chọn vào đây đó. Chọn phần này thì mới nhập được cái chữ được. Ok, mô phỏng lại ha. Rồi, nhập số 1 nè, select cái nè. Thì ở đây mình sẽ nhập cái gì? Mình sẽ nhập cái quận mình đang ở đi, là cái quận Thủ Đức nè. Thủ Đức. Đó, sao nhập Thủ Đức xong ha. Thì mình sẽ chọn những cái giá trị cho nó, mình nhập những cái học tính cho nó nè. Thủ Đức thì ở đây số 1 nè, bắt đầu đập đập đại nha, mình cứ đập đại đây để cho nó hiển thị cái thông số mình lót ra là được. Rồi số 4 enter. Rồi sau khi nhập xong á, xem lại cái nha. Rồi tiếp theo là chỗ số 2 nè, số 2 thì là bấm up select cái, chọn cái quận tiếp theo là cái quận quận 9 đi, đó, 9 nhập thông số vô, 2 rồi, save lại cái tiếp theo, số 3 select cái, chọn quận quận 1, enter số 3 nè. Rồi, xem cái ha. Tiếp theo sẽ là số 4 nè. Select cái, chọn quận tiếp theo là quận quận 5, enter. Nhập số 4 nè. Rồi, xem lại. Ở đây mình chọn tiếp theo là cái số 5, select cái, chọn quận tiếp, quận 3, enter ha. Số này số 5 rồi, xem lại. Rồi ở đây á, sau khi mình đã nhập những đầy đủ cái thuộc tính và tên cho nó rồi đó, thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ bắt đầu mình chọn cái nó, mình chọn cái tầm số 3 nè đó, mình sẽ select lên cái, mình thấy chưa, thì những cái thông số mình đã lưu trước đó nó đã lót lên lại cho mình rồi nè đó, lót lên nó rồi đó. Tiếp theo là số 4 đi, số 4 là quận 5 đúng không ạ, số 4 là quận 5 nè, chọn select nè đó, thì thông số của số 4 nó đã hiện lên tất cho chúng ta nè đó, số 1 select đó, số 2 mọi người thấy chưa? Đó. Thì đây sẽ là cái chức năng. Đây là một trong những chức năng của cái lệnh index editor nha mọi người, là lệnh thanh ghi chỉ số giá á. Là chúng ta dùng để lưu những cái giá trị dữ liệu để làm những cái model chain trong sản xuất cho mọi người. Đó. Thì bài chia sẻ hôm nay mình kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ha.